Rồi chờ chút để thầy cốt đã, cho nó chạy đã. Thầy quên hết rồi. Chúng ta cũng phải cài đặt thêm một thằng MMI nữa là thằng IAMLZ. Có hai thằng nhá. Để cho nốt lại này. Swagger. MPME Swagger EY Express. Bước 1 này. Bước 2 này. MPME thêm một thằng nữa là EAMLZ. Được chưa các bạn? Bước tiếp theo này, import YAML from YAML. Đây đọc file YAML này. Dùng thằng ít constant swagger z đọc yaml load file api chuột chéo yaml chấm rồi bước tiếp theo này, bạn nhìn vào đây. Chúng ta sẽ định nghĩa ra một cái middleware đó là gì nhỉ? Suột chéo API doc thì sẽ sử dụng thằng Swagger Serve hoặc Swagger Setup. Tôi gõ rồi nha, thầy cũng dần dần cho nó nhớ dần. Rồi, app.use API doc. Được chưa? Sử dụng thằng là gì nhỉ? Swagger UI chấm serve phải swagger ui chấm setup. Rồi trong phần setup này chúng ta có cái gì này, chúng ta sẽ lôi cái thằng swagger zdoc vào, đó là thằng bên trên này này, đúng các bạn, trong thằng này, này chúng ta lôi thằng này vào, được chưa? Bước đầu tiên là install này, bước thứ hai chúng ta bắt đầu import và chúng ta bắt đầu là gì nhỉ, tạo ra cái đường dẫn cho nó. Rồi bước thứ ba, thầy nốt lại nha. Bước hai này, import swagger vào. Có nhiều bước phết đấy. Bước thứ ba là chúng ta sẽ đến với cái phần gọi là tạo file api.yaml. Rồi, ngoài tạo một file xem. api.yaml. Rồi, xem nào. Xem chuẩn chưa nhá. Rồi, có vẻ là chuẩn rồi. Rồi, bước thứ tư là chúng ta sẽ vào file package.json. Bước 4 này, chúng ta sửa lại cái đường dẫn hôm trước của chúng ta làm ấy. Chúng ta sửa thì đây EZ, các bạn thêm một cái nữa, trừ E.IML là nó chạy thôi. Được chưa? Đâu nhỉ? Node mon src app.z xq 34 node trừ e vs trừ e chấm yaml. Được chưa các bạn? Để xem là nó thành cái gì nhỉ? Trừ e chấm yaml. Rồi bây giờ thì chúng ta chạy server xem nó như thế nào. Ok, không lỗi lầm gì rồi đúng không?
không lỗi lầm gì cả. Bây giờ thì chúng ta thử xem là định nghĩa file IML của chúng ta này. Đầu tiên là Swagger 2.0 in và file IML Swagger 2.0 này. Title chúng ta sẽ có là info nhập info đã, nó nhiều trường lắm. Tab nó vào một cái nhá, title này. API demo. Rồi bây giờ chúng ta chạy thử xem nào. Localhost 8000 suột chéo API đọc. Swagger. Đúng rồi mà. Enable định nghĩa Swagger 2.0. Đấy. À, thế nó lên được cái doc của mình rồi đúng không? Chúng ta để cái thằng sao lại báo lỗi này. Swagger 2.0 là chuẩn rồi. Sao báo lỗi rồi nhỉ? Missing property path. Bạn thằng nào info này à rồi. Cái highlight của thằng này là một kiểu gì? À, số chéo phép. Cho nên là thầy dựa vào cái file doc này thầy làm thử nhá. Đây, Swagger là info description version 1.0 description mô tả về API đầu chấm gì đó. Tiếp đến là chúng ta có một cái gọi là version 1.0 title Swagger path store. Bên trên là chỉ là thông tin thôi. Rồi contact đến địa chỉ nào đấy. Rồi chúng ta xem vào đây đoạn này bên này này. Đây là những cái thông tin bên trên này thôi các bạn nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần gọi là phần path thử xem nào. Path này. À, xuất chéo đến thằng product. Phương thức của chúng ta là phương thức gì? Post. Đúng không ạ? Rồi thì chúng ta sẽ có cái gì đây? Summary. Dưới nó sẽ là summary. Đoạn này là gì nhỉ? Thêm sản phẩm mới. Nó cứ báo lỗi mấy cái này nhỉ? Respond. Summary. Final. Add ID.
Hãy chấp. Rồi thử xem là một cái là thằng ghét này trước đã nhá. Rồi các bạn thấy không? Chúng ta có một cái product này. Đấy, sản phẩm thành công. Bây giờ ấn chase down. Execute. Rồi ghét product sụt chéo. Xem thử cái router của mình như này. Check out list. Đúng rồi là nhỉ. Red sụt chéo product. À, thiếu. Đúng không? Chạy down SQ. Sao nó vẫn là cổ đắp này nhỉ? Đây API xuất chéo cổ đắp này. Chạy down SQ. Các bạn thấy đấy, danh sách chưa? Đúng không? Chúng ta chỉ cần viết đơn giản nó là mô tả thôi. Nhưng mà quan trọng là phải nhớ những cái trường này một tí. Không nhớ thì mình bật cái giống như thầy thôi. Không nhớ thì mình bật những cái phần này lên để mình xem là nó có tham số gì. Thì chúng ta chỉ cần là path này. Đường dẫn chúng ta là bao nhiêu? Get summary nghĩa là mô tả. Đoạn này sẽ là lấy danh sách đúng không? Danh sách sản phẩm. Kết quả trở về là 200 là lấy danh sách sản phẩm thành công. Còn nếu mà là 400 thì là mô tả cái thằng description đấy. À, không lấy được. Đúng không? Được chưa các bạn? Bây giờ thì test lại. Thử nhá. Okay, clear này. Cancel. Cháy down lại này. Con thấy là 200 thành công chưa? Toàn bộ sản phẩm rồi. Đúng không ạ? Thử xem nào, thử xem một quả viết đốc này mới luôn. Đấy các bước thì các bạn có nhìn thấy không nhỉ? Để thầy đẩy code lên nhá. Feature này. Đốc API. Thử xem nào. Thank you.
API đốc ấy. Thật ra các bạn search nó cũng ra thôi, các bạn chỉ cần search là cái gì nhỉ, editor Swagger, editor Swagger này đấy, có chữ editor.swagger.io thì nó cũng ra một cái ví dụ cho các bạn cái phần thêm bớt sửa xóa được chưa các bạn. Cái thằng screamer này, những cái trường ví dụ như là đây thầy nói này, chú ý này, những cái phần này này. Thế sẽ lại mạng nào ạ? Lại mất mạng à? Đây các bạn thấy là đầu tiên là cái thằng summary, thì các bạn biết rồi đúng không? Trường summary nghĩa là chúng ta đang định nghĩa cho thằng path là gì nhỉ? Post, nhìn phương thức post này không? Được chưa? Tag nó là cái gì thì chúng ta có thể có không cũng không quan trọng. Tag là path này, rồi summary này, description phải có này, operator ID nghĩa là chúng ta có một cái ID ở trên này, thì thật ra thì cái phần operator ID là chúng ta có thể không khai báo cũng được, phần này consumer chúng ta cũng có thể không khai báo cũng được vì mặc định nó là gì nhỉ, các bạn thấy mặc định nó sẽ là API application.json đây đúng không, đúng không ạ? Đây chúng ta kiểu dữ liệu chúng ta đẩy lên đấy. Cái thằng produce này chúng ta cũng không cần này, parameter, parameter thì đây là phần thêm, đây phần thêm đúng không ạ? Thế vậy thì nó sẽ lấy ở đâu? Nó lấy trong phần body, được chưa các bạn? Đây là phần mô tả thôi. Và cái phần body đấy nó có require không? Có, các bạn kích vào đây, body phải require và kiểu dữ liệu của nó này. Screamer, đấy screamer các bạn thấy đây, cái thằng này hơi khó hiểu này. Screamer này nó tự động nó link đến, các bạn chỉ cần điền cái tên ví dụ là product chữ V ấy,
cái model của chúng ta ấy. Hiểu chưa nhỉ? Khi các bạn khai báo cái thằng model ở đây này thì tự động nó sẽ ăn, nó ăn vào cái thằng model của bạn luôn. Nhìn model không? Thấy không? Nó sẽ tự động link cái thằng model của chúng ta. Ví dụ thầy thử nhá. Rồi, parameter xem là cần thêm nhá. Rồi, thêm này. Bách ra ngoài, nhớ đừng có cách nhá, phải đúng viết chỉ có cách thôi. Chỉ một tab thôi. Hoặc là dấu cách này này. Tab thôi. Là post hai chấm. Rồi các bạn, API suột chéo products. Rồi, post enter summary thêm sản phẩm. Rồi. Tiếp đến là gì nhỉ? Response viết nhiều nó nhớ. Thầy. Description thêm sản phẩm thành công. Ok. Tiếp đến là thằng parameter này. Parameter. Để trên này để dưới cũng được. Parameter này. Đây là thằng in. In gì nhỉ? Trừ in body. Trừ in body. Được chưa các bạn? Trừ in body là như thế nào? Đấy, biết liền, nhớ biết liền, không lại không nhận được đâu. Rồi tiếp đến tab, tab vào trong cái này. Name sẽ là body. Mình cứ viết theo cái của nó thôi. Tiếp đến là description. Description. Nó sẽ là cái gì đây? Mô tả cái phần bên trong này. Đây phần này này. Được chưa? Bắt buộc phải có các trường giống bên dưới. Đây. Rồi đến thằng gì nhỉ? Thằng này thằng screamer đúng không bạn? Và nó phải require nhá, nhớ require cho thầy. Require true. Và tiếp đến là phần screamer. Screamer thì nó sẽ wrap đến cái thằng defy path. Chúng ta sẽ là wrap đến thằng product để xem nó có link không nhá. Ok, xem nào. Cụp lại. Oh. Pass. Đó, phạt thêm đâu nhỉ? User post. Nó hình như bị lưu cách hay sao? Khi nó lỗi mà không hiểu vì sao bị lỗi. Thank you.
Sorry các bạn nha, nhìn ra vấn đề rồi. Cái part của chúng ta này nó phải là unit. Nghe cái đường dẫn product của chúng ta phải là unit. Nếu mà nó giống nhau thì nó sẽ là viết luôn thằng post bên dưới, phương thức bên dưới luôn. Sorry các bạn, đây. Không thể định nghĩa API production code. Mày không phải chăm kỹ lại đâu. Different. Bạn chờ chút. Phải viết cái phần này rồi. Lâu lâu không nhớ rồi. Component schema product. Tôi viết cái phần kia trước cho thầy đã. Phần get đã để chạy được chưa? Xem cái thằng thêm nó như nào. Đi phần đến thằng trong. Component. Component.
Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Để lên nhau các bạn nhau. Nó thôi có đẩy cái phần thêm sản phẩm lên rồi đấy. Chúng ta còn thêm phần Thank you.
Sao nó phao nhỉ? Xin tìm ra được đường link API em sợ. Đâu có nó sẽ tán gì. Đây nó sao? À đủ. Chán ăn. Lâu không biết nó lú lú. Còn thế thêm ở đây là thêm trực tiếp vào trong mặt tôi luôn. Còn thể thất trực tiếp như này được. Trực tiếp cái con rách của ta sao rồi. Đúng không? Liền. Thêm trực tiếp này giống như postman đấy. Thêm trực tiếp ở đây luôn. Để thêm bớt sửa xóa, các bạn có thể tham khảo ở bên cái thằng bên này, nó để mua hết cho các bạn rồi, lấy param nó như thế nào. Chúng ta dựa vào đây, dựa trên trường này chúng ta đoán nó ra dần ra thôi. Hay việc hoặc là các bạn có thể là gì, mở document của nó lên, đọc từng cái một. À, các bạn viết được từng cái doc như này rồi thì nuôi là thành viên của bạn vào trong vào cái API này viết rồi. Cái này là cái này là
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
khi mà làm xong rồi, hai tháng sau Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ngoài ra thì các bạn làm bài assignment cho thầy nhá, ghép sang bên React dần đi. Những cái phần mà Swagger này chỉ là phần bonus thêm cho các bạn thôi, chúng ta học viết dần. Nó không vội đâu. Để mở cái file nghĩa là mở chiếc đuôi cửa sổ ra một cái viết kiểu YAML đấy, một kiểu thật thì nó mới bắt đầu. Cái gì em nhỉ?
tức là để chia đôi cái màn hình ra như như thầy làm, có một phần bên trái là viết theo cái, người ta có hai cách viết là viết theo kiểu file JSON và cả thứ hai là kiểu đuôi YAML ấy. Thì em có tìm thấy mỗi người ta viết theo kiểu JSON thì thầy YAML hiện ra cái được. Ừ, nhưng mà em không tìm được cái YAML đấy, thầy cho em xin cái link đi ạ. Đây là editor ấy, nó là cái thằng editor này. Đây đúng không? Thầy chưa chia sẻ màn hình này. Đây tôi gửi link cho Mít này. Dạ vâng. À đây rồi, xin cảm ơn thầy. Ok. Tầm khoảng 7:30 thì ngồi chắc là cũng 2-3 cốc thôi. Ôi rồi tôi chết rồi, mấy giờ về? Rồi anh hẹn rồi. Sao không hẹn, không hẹn lúc khác được à? Tôi có để anh báo của nó. Thank you.
Các bạn lưu ý giúp thầy nha, là cái bài assignment của chúng ta sẽ là ốp với cái môn React, được chưa nhỉ? Và cái môn đấy và cái môn Node.js này là hai cái môn mà nó, nếu các bạn làm bài assignment nó sẽ là nằm trong CV của các bạn, làm cho nó tử tế vào giúp thầy, ok không nhỉ? Và chủ đề thì thầy nói rồi đấy, các bạn có thể chọn bất kỳ chủ đề các bạn muốn, làm về booking hay là làm về bán hàng hay là làm về một cái sản phẩm bất kỳ nào đó, tùy các bạn, tùy vào sức chúng ta là mạnh hay là yếu thì chúng ta mở rộng nhiều hơn, ok không nhỉ? Cái này tùy nhá, thầy muốn là mỗi thằng có màu sắc một tí, chứ đừng cứ copy paste của thầy vào, nhiều khi là nó cũng chỉ có bán hàng đơn giản, chẳng có cái mẹ gì cả, chối đời lắm. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình.
Viết tờ bài
hiện đúng không? Nhìn vào pháp biết ngay mình cần phải có cái trường gì, trường gì. Các bạn cũng luyện thử viết đi. Thằng xóa cơ là hay mà. Đầu tiên là cứ thêm bớt sửa xóa đã. Sau đó là mình sẽ liên kết dần với các bảng khác như thế nào. Ví dụ như là phải có token gửi lên thì cần làm như nào. Như này có người biết không? Có biết không? Sai thì mới có đúng chứ. Mày cứ làm như là đầu tiên đúng luôn. Cái gì mày có thời gian đã biết được đây. Chỉ có mấy cái trường thì làm đi làm lại thôi. AP lại chết à? Rồi thì điểm danh các bạn nhá, Ngọc Anh, Thế Anh, Văn Ban, Văn Trương. Có. Đức Cường. Có. Quốc Cường. Đình Đạt. Có. Chí Dũng. Ánh Dương. Ta chẳng nghe tiếng gì nhỉ. Ánh Dương. Các bạn giơ tay lên nhá. Bạn có giơ tay ở trong cái phần khung chat nhá. Ở trong trong mít nhá. Quang Duy. Văn Giang. Trung Hiếu, Đức Hiếu, Phạm Anh Hùng, rồi okay, Trần Khải, Viết Khiêm, rồi Lê Thị Linh, Văn Linh, Bảo Linh, Đăng Long, Thanh Long, Văn Mạnh, Thanh Phúc, Đức Quân, Văn Quyết, Duy Quỳnh, Phương Thảo, khó, Quốc Toàn, Đắc Trọng, Đăng Trường, Minh Tú, Xuân Tường, Quang Vũ, Lê Trọng Vũ, Văn Vương, vắng bạn Lê Trọng Vũ này, bạn Thanh Phúc, đâu Lê Trọng Vũ đâu, Trọng Vũ đâu, Thanh Phúc, Quốc Cường, Đức Cường, có ai nữa không? Rồi Đức Cường có. Còn ai không nhỉ? Rồi ok, các bạn có thể nghỉ được rồi. Nhớ làm cho thầy bài hoàn thiện bài assignment nhé. Viết thêm được mấy cái soccer thầy cộng điểm cho. Cứ viết thêm được soccer thầy cộng điểm nhé. Tham khảo ở bên cái editor ấy. Đấy, đủ tất cả các trường rồi đây. Hiểu anh Hùng? Nó chạy được, cảm thấy magic không?
Ok. Thế nhá.